Cụ Vân bất ngờ bảo vệ Lê Thanh Minh Tùng, rớt nước mắt tình cha con sâu đậm. Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, những ngày gần đây, không khí mùa xuân đã tràn ngập muôn nơi khi chỉ còn vài ngày nữa, năm mới Nhâm Dần 2022 sẽ đến. Không biết quý khán giả đã sắm sửa cho Tết hết chưa ạ? Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đón một năm mới vui vẻ và may mắn hơn quý vị nhé. Và những ngày cuối năm như thế này, chắc hẳn chúng ta khá bất ngờ khi lần lượt đám gừng sĩ và cả Tây Lăng Băm thoát án. Thôi thì trong bản tin này, chúng ta cùng tạm gác lại câu chuyện của đám gừng sĩ và Tây Lăng Băm nhé quý vị, để tiếp tục câu chuyện về động tà am. Thưa quý vị, cũng trong những ngày cận Tết như thế này, một câu chuyện cảm động rớt nước mắt đã được nhiều người đồn thổi về tình cha con sâu đậm trong tà am bên bờ vực thẳm. Mà chắc chắn khi nghe video này, quý khán giả cũng cảm thấy mũi lòng. Mới đây, năm vị luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miến, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh đã có cuộc gặp gỡ với thân chủ là Lê Tùng Vân, trọc chúa của động tà am, nhằm thực hiện tròn trách nhiệm bảo vệ tốt nhất cho thân chủ. Năm vị luật sư đã tư vấn cho ông Lê Tùng Vân nên làm xét nghiệm ADN công khai để toàn dân chứng kiến, nhằm tránh oan sai, đổi mẫu máu. Đồng thời phải làm xét nghiệm toàn bộ người trong tỉnh thất nhằm chứng minh thân thế, đưa anh Lê Thanh Minh Tùng, người ngày đêm lên mạng xã hội tố mối quan hệ loạn luân của ông trong nhiều năm qua, phải vào tù. Thế nhưng cụ Vân đã có câu trả lời, khiến ai nấy đều bất ngờ. Ông ta nói, thôi con, thầy là người tu hành, tuân thủ tình thương, tha thứ độ lượng. Lê Thanh Minh Tùng là con của cô Tư là em của con thầy, nên thầy không nỡ đưa Lê Thanh Minh Tùng vào tù. Thầy từ chối lời đề nghị của các con nhé, nếu thầy và các sư thầy xấu muối có vào tù, thì còn có các sư cô vào chăm lo, cơm nước, còn Lê Thanh Minh Tùng nó mồ côi ở một mình, khi vào tù không ai đi thăm nuôi. Thưa quý vị, quả thực khi nghe lời của Lê Tùng Vân nói mà chúng tôi muốn rớt nước mắt vì cảm động. Cảm động ở đây là vì đến giờ phút này ông ta còn gian xảo quá. Có lẽ khi nghe những lời tâm sự này thì anh Lê Thanh Minh Tùng sẽ nước mắt lưng tròng khi người mà anh đang đứng ra tố cáo lâu nay lại lo sợ cho anh đi tù đến mức vậy. Nhưng mà các bạn hãy nên nhớ, Lê Thanh Tùng Vân từ chối xét nghiệm với Lê Thanh Minh Tùng không phải vì ông ta quan tâm hay là thương Lê Thanh Minh Tùng đâu quý vị, là vì ông ta sợ. Nếu xét nghiệm Lê Thanh Minh Tùng lại thêm một bằng chứng tố cáo ông ta loạn luân. Như vậy các fan ru mê của tà am thấy rõ rồi nhé, không phải chính quyền Việt Nam chèn ép mà là do chính cụ Vân, ông trọc chúa này từ chối không cho xét nghiệm ADN công khai. Và quý vị cũng tự hiểu lý do vì sao ông trọc chúa này lại nhiều lần từ chối những kèo xét nghiệm trị giá bạc tỷ mà CEO Phương Hằng đưa ra trước đó nhé ạ. Vì bản thân ông ta biết rất rõ xét nghiệm ADN công khai chỉ là trò cười cho thiên hạ, vì sự thật đã rành rành trước mắt rồi, ông ta làm thì tại. Ông ta làm gì, chính bản thân ông ta là người biết rõ nhất, và ai là con của ông ta thì cũng chính ông là người biết tường tận sự việc. Vì vậy nên hạn chế việc xét nghiệm ADN đi, bởi vì nếu xét nghiệm ra càng nhiều con thì tội trạng của ông ta càng tăng cao mà thôi. Thưa quý vị, có lẽ lần này những vị luật sư bào chữa cho tà am cũng hết đường binh, bởi vì Lê Tùng Vân đã nhận tội của mình. Và có kêu đằng trời, trời xanh cũng không thể nào giúp được những tội lỗi mà ông trọc chúa này cùng với đám con của ông ta đã gây ra trong suốt những năm vừa qua. Và thưa quý vị, trong drama này, kênh Bản tin Online bên cạnh những thông tin chính thống, chúng tôi sẽ khai thác những tin tức được cộng đồng mạng bàn luận. Vì vậy, quý khán giả đừng quên bấm chuông đăng ký để trở thành những người đầu tiên cập nhật tin tức nhanh nhất nhé. Lê Thanh Minh Tùng bị đoàn luật sư của tà am khởi kiện. Mến chào quý khán giả của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, cách đây vài ngày chúng tôi có cập nhật thông tin tà am chưa mời được luật sư tham gia bảo vệ, và cho đến hôm nay ngày 18 tháng 1 thì theo thông tin từ luật sư Trần Quốc Vũ, phía nhóm người này đã mời được luật sư tổng cộng là 6 người, và đây là những vị luật sư lớn tuổi, đầu đã hai thứ tóc. Và theo dự đoán của luật sư Trần Quốc Vũ, số luật sư mà tà am mời đến sẽ không dừng lại ở con số 6 mà có thể là tăng lên nhiều hơn nữa. Vào hôm qua 17 tháng 1, đoàn luật sư này đã tiếp cận được với tà am, tìm đến gặp ông Lê Tùng Vân khi ông ta được tại ngoại về nơi cư trú. Qua quá trình trao đổi, luật sư tà am đã lên tiếng với chính quyền huyện Đức Hòa, Long An về phát ngôn của anh Lê Thanh Minh Tùng. Cụ thể, trong một livestream, Minh Tùng có nói, tôi là Lê Thanh Minh Tùng, thách thức chính quyền tỉnh Long An, ai dám đến bắt Minh Tùng, bắt bớ tôi vì điều gì?
Chính câu nói này đã bị đoàn luật sư mang ra và khiếu nại lên chính quyền. Tại sao để một nam thanh niên phát ngôn ngông cuồng như vậy? Đứng trước khiếu nại của luật sư Tà Am, Lê Thanh Minh Tùng đã lên tiếng đính chính. Anh thừa nhận câu nói đó có phần hơi nặng nề khi dùng từ thách thức, nhưng ý anh muốn nói là đá đồng thẳng vào bọn phản động, cố ý bao che, bảo vệ bất chấp cho Lê Tùng Vân. Đồng thời anh cũng thừa nhận bản thân là dân chợ búa, đầu đường xó chợ từ nhỏ đến giờ, nên câu từ không biết cách trau chuốt, bộc trực, thành thử phát ngôn có phần hơi ngông cuồng. Nhưng cái ngông của anh không phải là sai phạm, chỉ là anh muốn khẳng định bản thân không vu khống cho gia đình ông Lê Tùng Vân, nên không sợ bị ảnh hưởng pháp luật. Minh Tùng cũng cho rằng chính quyền sẽ có cuộc làm việc với anh, có lẽ là khiển trách, nhắc nhở để anh cẩn trọng hơn trong phát ngôn của mình. Đồng thời, người duy nhất đứng lên chống lại Tà Am cũng hé lộ cuộc làm việc giữa đoàn luật sư với gã trọc Lê Tùng Vân. Và lưu ý với quý vị, do Lê Thanh Minh Tùng là người trong cuộc trong vụ án này, nên chắc chắn anh ta sẽ nhận được thông tin từ cơ quan điều tra. Kênh Bản Tin Online chỉ chia sẻ lại, hoàn toàn không bị đặt nội dung. Anh Lê Thanh Minh Tùng cho biết, khi một luật sư đặt câu hỏi, Lê Thanh Minh Tùng và mọi người nói ông loạn luân, ông có muốn kiện những người này hay không? Lê Tùng Vân đã trả lời, các con về đi, thầy lỡ một phút sung sướng mà đã xơi luôn hai cô con gái ruột của mình. Thôi các con về đi, bào chữa cho thầy tội lừa đảo là được rồi, còn loạn luân thì chịu tội. Như vậy, chính miệng ông Lê Tùng Vân cũng đã nhận tội loạn luân của mình. Và theo như trước đây chúng tôi có chia sẻ, Công an tỉnh Long An cũng đã thông tin Lê Tùng Vân và ba người con trai của ông ta cũng đã rất hợp tác trong việc lấy lời khai. Luật sư tiếp tục đặt câu hỏi, Minh Tùng nói Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương là con ruột của thầy, điều này có đúng hay không? Lê Tùng Vân nói, sự việc thầy thừa nhận hết rồi, giờ chỉ cần bào chữa cho thầy tội 331 và tội lừa đảo thôi. Mặc dù Lê Tùng Vân đã kiên quyết không cần bào chữa tội loạn luân, tuy nhiên, mới đây theo thông tin từ phía luật sư Trần Quốc Vũ, 6 vị luật sư này đã làm đơn yêu cầu Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phải làm xét nghiệm kết quả ADN công khai trước công chúng. Vì 6 vị luật sư này lo sợ lộ oan sai cho những trọc giả sư ở đây. Thưa quý vị, chúng tôi xin lưu ý, 6 vị luật sư tham gia bảo vệ cho Động Tà Am ở vụ kiện lần này không phải là những vị luật sư cũ bào chữa trong vụ của bà Vinh Hóa nhé quý vị. Bởi vì có lẽ 6 vị luật sư cũ họ đã quá bẽ mặt, nhận ra bản chất, quá sợ nơi này rồi nên đã bỏ của chạy lấy người rồi ạ. Nhưng có lẽ việc yêu cầu xét nghiệm lại ADN là một cú tát thẳng mặt trong Lê Tùng Vân, bởi vì yêu cầu này chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lưng. Điều mà ông ta muốn che giấu bấy lâu nay lại bị chính luật sư của mình muốn phanh phui trước công chúng. Bởi vì như quý vị cũng thấy, với vẻ bề ngoài thôi thì cộng đồng mạng đã từng nói vui như thế này: đến xét nghiệm ADN, bác sĩ còn đuổi về chứ ở đó mà xét nghiệm, bởi vì những khuôn mặt nó đã nói lên tất cả là hoàn toàn giống nhau rồi. Hơn nữa, ông Lê Tùng Vân cũng đã thú nhận. Hơn nữa, theo Lê Thanh Minh Tùng đã chia sẻ, ông Lê Tùng Vân đã thú nhận tội loạn luân của mình trước cơ quan công an. Thưa quý vị, càng đi đến những chặng đường tiếp theo, những sự việc trong drama của CEO Vương Hằng ngày càng hấp dẫn và thú vị. Và quý khán giả, đừng quên theo dõi chúng tôi trên cả nền tảng Facebook và YouTube nhé. Hãy nhớ bấm đăng ký và nhấn chuông theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý khán giả những thông tin mới mẻ và thú vị nhất.